Chào mọi người Cảm ơn mọi người đã tới kênh của mình Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp tin tức mới nhất về bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 30 Vào lúc 9 giờ tối ngày 9 tháng 12 năm 2019 Đội tuyển Việt Nam bây giờ đang bị Tụt xuống top 3 các bạn ạ Đây vào lúc chiều ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam giành được 76 huy chương vàng 71 huy chương bạc, 85 huy chương đồng Còn đội tuyển Thái Lan thì giành được 70 huy chương vàng Nhưng ngay trong chiều và tối nay thì đội tuyển Thái Lan đã tăng được 14 huy chương vàng Lên đến con số 84 huy chương vàng Và hiện tại đang xếp thứ hai Đội tuyển Philippines thì vẫn đứng đầu danh sách với 135 huy chương. Vàng 102 huy chương bạc và 106 huy chương đồng. Đội tuyển Indonesia thì trong chiều và tối ngày hôm nay thì chưa tăng được huy chương. Đội tuyển Đông Timor và đội Lào vẫn chưa giành được huy chương vàng nào cả. đội tuyển Việt Nam trong ngày mai thì có các trận trận đấu chung kết sẽ cố gắng sẽ kiếm được rất nhiều thêm huy chương để cố gắng vượt qua được Thái Lan và sẽ được ở top 2 bảng danh sách huy chương SEA Games. Đội tuyển Thái Lan thì trong tất cả các kỳ SEA Games đều đều mạnh hơn Việt Nam. Nhưng mà mình vẫn luôn mong chờ một mình vẫn luôn mong chờ là nước Việt Nam sẽ giành được top 2 toàn đoàn. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.